Sư ơi, cho con hỏi nghề phiên dịch viên là đi theo sếp mình để dịch cho sếp. Nhưng nếu sếp nói dối và mình dịch cho sếp thì mình phạm với cộng nghiệp chung không ạ? À, xin thưa là nếu như mình nói thật lời của sếp mình chứ mình không có nói dối. Cái nhiệm vụ phiên dịch của mình á là mình nói đúng sự thật. Tức là cái người đó họ nói cái gì là mình giống như mình con vẹt vậy, mình dịch là y chang vậy. Còn cái chuyện mà thí dụ như ông sếp ông nói cái giá này giá 10 đồng mà mình nói ông nói giá 10 đồng chứ thực sự giá có 5 đồng thôi, thì cái đó là mình đã, thành ra là mình dịch sai cái ý của cái vị đó. Thành ra đó nghiệp ai làm nấy hưởng. Thì nếu mà mình suy nghĩ đơn giản là cái mình tuân theo cái gọi là cái lời nói của cái bản dịch đó thì nó không vấn đề. Còn cái chuyện mà cái ý của lời nói đó có vấn đề á thì quý vị có thể là note nhỏ ở bên dưới, giống như các bản dịch nó có cái note note ông sếp tôi nó bậy á, coi đó không có đúng đâu, cái đó tùy quý vị thôi. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.